Xin chào các bạn. Video này mình sẽ quay một chiếc Boeing 777-200ER hạ cánh Nội Bài. Đây là loại máy bay mà hãng hàng không quốc gia Việt Nam từng sử dụng trong thời gian dài và từng là flagship của hãng với số lượng lên tới 10 chiếc. Tuy nhiên, chiếc 777-200ER cuối cùng đã rời khỏi đội bay của Vietnam Airlines từ năm 2017. Và hiện tại thì loại máy bay này cũng khá hiếm gặp ở sân bay Nội Bài, bởi các hãng hàng không nước ngoài cũng chủ yếu sử dụng loại máy bay lớn hơn và mới hơn là Boeing 777-300ER đến sân bay này. Chiếc này là máy bay của hãng Euro Atlantic Airways, một hãng hàng không của Bồ Đào Nha. Đây là một hãng chuyên cho thuê máy bay và cho thuê nguyên chuyến máy bay. Mình cũng không rõ chiếc này đến sân bay Nội Bài là để chở khách hay chở hàng. Bây giờ mời các bạn cùng chiêm ngưỡng và hạ cánh của chiếc 777-200ER của một hãng hàng không châu Âu. Pha chạm vào đường băng cũng khá nặng, khiến cho cánh máy bay phải rung lên. Theo trang web planespotter.net thì chiếc này từng là máy bay cũ của hãng Singapore Airlines. Và chiếc này đã có tuổi đời 23,7 năm tuổi. Nếu theo như luật hàng không ở Việt Nam thì chiếc này không được phép chở khách nữa. Và đây là pha hạ cánh của chiếc 777-200ER của Euro Atlantic Airways, được quay từ góc gần hơn. Và sau khi hạ cánh thì bây giờ chiếc 777-200ER đang tiến vào bãi đỗ ở nhà ga quốc tế sân bay Nội Bài. Rất có thể đây là một chuyến bay điều lệ được thuê để đón khách, có thể là đón công dân của các nước châu Âu. Bởi ở thời điểm hiện tại thì việc tìm vé một chuyến bay thường lệ giữa Việt Nam và châu Âu cũng chưa được dễ dàng như trước đây. Chiếc máy bay đang tiến vào bãi đỗ với sự dẫn đường của xe Polomica. Chiếc này sử dụng hai động cơ của Rolls-Royce. Còn đội bay 777-200ER của Vietnam Airlines trước đây thì hình như sử dụng động cơ của Pratt & Whitney. Lớp vỏ ngoài động cơ của chiếc này còn được sơn hai màu khác nhau. Có thể thấy động cơ phụ trợ hay còn gọi là APU ở đuôi máy bay đã được khởi động. Bình thường khi máy bay dừng để đón khách hoặc xếp dỡ hàng thì động cơ này luôn được bật, trong khi hai động cơ chính sẽ được tắt. APU sẽ duy trì nguồn điện cho máy bay để đảm bảo cho công tác đón khách và xếp dỡ hàng.
Và đây là pha hạ cánh của một biến thể Boeing 777 cũng hay đến sân bay Nội Bài. Đây là chiếc Boeing 777F của hãng Turkish Airlines, hãng hàng không quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ. Chiếc Boeing 777F là phiên bản chở hàng chuyên dụng. Nó có chiều dài bằng với chiếc Boeing 777-200ER của Euro Atlantic Airways. Tuy nhiên, máy bay được trang bị sức mạnh của chiếc Boeing 777-300ER. Có thể thấy cả phần đuôi của chiếc máy bay của hãng Euro Atlantic Airways đang đậu trên sân. Và cho đến khi chiếc 777F của hãng Turkish Airlines xếp dỡ hàng xong và tiến ra đường băng cất cánh, thì vẫn chưa thấy chiếc 777-200ER của Euro Atlantic Airways có động tĩnh gì. Có lẽ mình sẽ không chờ được chiếc máy bay đó cất cánh. Đánh quay pha cất cánh của chiếc 777F này vậy. Chiếc Boeing 777F có thể coi là loại máy bay chở hàng được ưa chuộng nhất hiện nay. Và nhiều hy vọng trong năm 2022 này, Việt Nam sẽ có hãng hàng không Cargo sử dụng loại Boeing 777F này. Nghe nói số lượng lên tới tận 10 chiếc. Chúng ta hãy chờ đến tháng 6 xem sao nhé. Chiếc Boeing 777F của Turkish Airlines đã bay lên bầu trời và máy bay đang thu lại bộ bánh đáp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.